Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay trời không được đẹp lắm ha các bạn. Hai mẹ con á, đi ra ngoài chơi nhưng mà trời lại không đẹp lắm. Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn những anh chị, cô, chú, bác trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ. Với chương trình Kết Nối Yêu Thương, Uyên Quỳnh nhận được rất là nhiều sự yêu mến và ủng hộ của quý vị khán giả, cũng giống như những vị khách mời đã yêu thương và ủng hộ cho chương trình Kết Nối Yêu Thương. Để quay trở lại với chương trình hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Mùa đông đã sắp đến rồi, Uyên Quỳnh hy vọng rằng những anh chị nào chưa tìm được một nửa yêu thương của mình thì sẽ tìm được người yêu trong thời gian ngắn nhất. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Rồi, em chào anh ha. Rồi, anh chào em. Chào em Quỳnh. Dạ. Yeah. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, yeah, anh có thể chào cộng đồng và anh giới thiệu về mình ha. Rồi, anh xin phép hôm nay anh cũng nhờ em lên chương trình của Yên Quỳnh. Trước là anh chào em, chúc em may mắn và hạnh phúc. Anh cũng xin chào trên cộng đồng mạng trong nước của Hoàng Hứng, là chào thẳng con ái nhất. Rồi anh giới thiệu về mình luôn đi anh. Anh là Quỳnh Lập. Anh hôm nay anh tuổi là Nhâm Dần. Nhân dân sinh số 2 đó em. Năm nay cũng 60 tuổi rồi. Mình. Hiện tại em đang ở đâu? Anh ở Sài Gòn em. 60 rồi chắc là anh không có làm việc gì hả? Anh hả? Nói chung là ngành của anh là ngành kinh doanh hàng ăn uống. Anh này chỉ biết là đồ đạc các cái gì đó anh chạy anh đi lấy về anh pha chế cho con nó bán hàng ăn đó. Anh bán hàng ăn hả? Thịt thà rồi đó, đúng rồi, thịt thà rồi đó, về là lấy ra đưa cho con nó bán, pha chế là công thức của mình đó. Dạ, vậy là anh bán hàng ăn gì á? Nhà hàng hả? Không, anh quán em nhục phở là bò bít tết vậy đó. Nói chung là bò, thịt bò. Là anh pha chế thôi rồi con anh nấu. Đúng rồi, anh con thức đưa ra con nó làm đứng đứng đấy. Rồi anh làm công việc đó được lâu chưa? Lâu rồi em, anh là nghề thịt này cũng trên 30 năm rồi. Nói chung ra là anh là nghề thịt. Lúc mà bà xã mà còn sống á, thì vợ chồng bán thịt, bán thịt thì cũng trên gần 30 năm. Thì cũng không may bán thì bà xã bà ngã bệnh bà mất. Thì cũng lấy cái nghề đó truyền cho con mình. Nói chung là lúc đó con bà xã mất, con nó nhỏ lắm em. Con nó còn nhỏ lắm. Tình hiểu là yếu mà. Nghề của anh chắc là rất là dạ, nói sao? Tiệm của anh chắc bán rất là đắt ha, nghề gia truyền hả? Không, nói chung là con cái bán thì cũng được thôi em. Quán xá cũng thuê, nói chung là quán thuê. Nhà thì mình không được ở mặt ngoài, mình thuê mặt bằng. Thuê nguyên căn nhà cho của con, nó thuê nguyên căn nhà. Anh rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của anh thì lẹ làng, nhanh lẹ, biết nhìn cả trên người dưới, tưởng cái là lẹ làng, chùa chiền thích lắm. Anh là lẹ lắm, nói về chùa chiền đi đến này nói là chùa chiền thích lắm. Còn cái khuyết điểm là khuyết điểm hơi dở. Biết dở gì không em? Mình. Cái khuyết điểm này dở con cái là
anh làm cái gì mà có một mình à? Bằng con làm, bằng anh làm, ra nhà gì để con mình đi cũng đơn tiếp buồn. Thì con cái hơi dở cái đó. Anh có được mấy người con? Bà xã mất năm 2005, nay là 17 năm rồi. Đó thì được 4 cháu, 2 cháu gái lớn, 2 cháu trai. Dạ. Anh hiện nay nay cháu cho em nói sao? Anh hiện đang sống chung với con hả? Anh đang sống với thằng con trai à, gái có chồng riêng hết rồi. Dạ. Anh giờ nói chung ra là không dướng bận gì con cái hết. À, con nó lớn hết rồi. Chỉ hình thức mình đi tới lui gần chừng. Chỉ là nó biết hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà anh muốn tìm người bạn cho anh muốn người đó như thế nào? Thì theo lời em vừa nói, tuổi anh thì cũng nay là 60 rồi. Tìm người bạn cũng cả chàng tuổi của mình, hay là nhỏ hơn đôi ba tuổi, cũng biết, thích người bạn mình, hiểu với nhau, biết với nhau, thương với nhau, lo cho nhau, là cái đó là cái quan trọng. Rồi thêm một cái nữa là cái người bạn mình phù hợp với mình, hiểu với mình. Nói chung là cái gì vậy? Anh dùng cái từ là cái gì của mình là của mình, anh thích cái chuyện đó. Cái gì của mình là của mình, anh thích cái chuyện đó thôi. Dạ. Rồi anh có nghĩ là một người anh muốn làm quen á là độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Thì tầm tuổi coi như là anh 60, tầm là 55 trở lên, 62, 63 cũng được anh. Nói chung là cái tuổi, cái con số mình không nói được. Cái tuổi là cái số thôi, cái con số tuổi mình không nói được. Do cái duyên thôi, mình đến với nhau là cũng do cái duyên mình đã gặp. Dạ. Nhưng hiểu với nhau là quan trọng thôi. Tuổi tác thì nó quan trọng. Dạ. Rồi khi anh định đi thêm bước nữa như thế này, các con của anh có ủng hộ anh không? Anh nghĩ là không ủng hộ, nhưng mà quan nghênh em ơi. Quan nghênh giống ủng hộ. Hả? Nói chung là con gái anh rồi, nói chuyện đó là điều vui hết. Cũng mau ước mà. Anh rồi thông thường anh có hút thuốc với uống rượu không? Thuốc rồi là, nói chung là gần 30 năm là anh không hút thuốc. Còn rượu bia trường hợp như đám tiệc thì nọ thì có uống. Còn thuốc thì anh không hút. Yeah. Anh được có cái thuốc thì ngồi kế với người hút thuốc anh cũng khó chịu lắm. Rồi anh coi video của em hay là ai giới thiệu anh xem ha? Ủa, anh coi video của em Quỳnh này là lâu lắm rồi. Dạ. Anh coi là lúc mà em còn đi tới những mấy ông anh, mấy ông chú rồi vô gia cư rồi. Coi nói chung là coi lâu rồi em. Dạ. Thì cũng có cái dịp vừa rồi đó, anh cũng hẹn em để ghi hình, đăng ký ghi hình gì đó, mà anh có công chuyện đi, cũng có làm được, hẹn được đó, anh có đáp hứa hẹn em đó, anh có nhắn tin đó. Rồi, anh có để ý được cô nào trên kênh của em không, khi anh coi lâu như thế? Không em, hôm nay là anh nhờ lên kênh của Yên Quỳnh. Để anh yên tâm, lên kinh của Yên Quỳnh là anh yên tâm, là anh bày tỏ bản thân thôi. Chứ bây giờ mà anh nói thì anh thích người đó, mà biết người đó, người ta có thích của mình hay không, cái nào này nọ. Quan trọng nhất cái là anh lên anh bày tỏ bản thân. Không? Nhưng mà những cô nào thấy anh ghi hình trên trang, trên kinh của em, anh thấy thích hợp cái gì đó, phù hợp, liên hệ cái gì đó để mình trao đổi, mình tìm hiểu nhau.
hay hơn. Nó anh thích thì thích chị, còn anh muốn bày tỏ người đó vậy. Anh biết người đó là thương mình hay không, anh thích mình không. Anh rồi à, những lúc rảnh rỗi là anh thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Anh nói, nói chung là tin tức thì nhiều em. À, anh này thích tin tức trong nước ngoài nước, anh thích tin tức nhất. Rồi cà phê, rồi nói chung ra thì anh cũng có bên cái tay trái là thời điểm này đứng rồi. Lúc trước là bạn bè xịt ra uống cà phê thì cũng phải tìm hiểu với nhau, hỏi để làm cò môi giới mà nhà tòa nhà rồi đó. Bây giờ là mấy năm này, 2-3 năm nay là đứng rồi, nên được cái đó nó đi nó vắng lắm, không phải như hồi xưa. Yeah. Anh nói anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh nói gì? Bà xã anh mất 17 năm, thì trong lúc 5 năm sau anh có bước thêm một bước nữa. Nên anh thật lòng anh nói, lòng anh không giấu gì. Bà xã anh mất 17 năm, 5 năm sau anh có bước tới một bước nữa. Thì nói chung là không có duyên, không có tiếng nói chung. Thì được đôi 3 năm thì cũng chia tay. Cái chia tay rất là vui vẻ, vui vẻ chia tay chứ không có là tự lộn đánh lộn cái gì hết. Đó là cái duyên nợ mình hết rồi, chia tay. Anh nói là anh nói thêm đó, nãy anh chưa nói còn đó. Dạ. Nhưng mà người thứ hai anh quen sau khi bà xã mất á thì không phù hợp nhau ở điểm nào? Nói chung ra là anh nói thật, phong tục có tiếng như anh là người Nam, anh này ở Sài Gòn, trong Nam. Cái người đến với anh là người Bắc. Thì ban đầu là vui vẻ này nọ, sau từ từ mới đi về tới quê quán người ta đó, thì cái phong tục kia anh thấy nó không có phù hợp. Nói chung là vậy. Không được đâu, 2 năm, không phải 2 năm hơn. À, cũng có về sống chung hay là chỉ đi quen đi tới lui thôi? Không, sống chung em. Dạ, có làm cái kết hôn mà. Còn nãy anh nói em nghe, bà xã anh là mắt, là bà xã là người qua giỏi lắm. Dạ. Rất là giỏi. Nhưng mà không may, thì anh có bước thêm một bước nữa đó, nãy anh nói em đó, bước thêm một bước nữa. Nhưng mà bà xã trước ở với anh là 4 mặt con, không có đám cưới. Không có đám cưới. Vì sao 5 năm sau anh ở với cô ta này, cô ta làm mai giới thiệu là có đám cưới. Dạ, anh lưu ra xíu anh gần quá. À, có đám cưới. Dạ. Nhưng mà tại vì cô đó là làm việc ở bên xã có tuổi đảng á. Dạ. Bắt buộc phải đám cưới. Nhưng mà chia tay có đơn từ đồng bạc. Vẫn vui vẻ. Ra trò như vậy đồng bạc. Nay là cũng... 6-7 năm rồi. Hơn à, hơn 6-7 năm. Dạ. Nhưng mà cả cưới nhà cũng có được 2 năm thôi. Đúng rồi. Người ta làm mai anh hả hay là anh quen? À, người ta làm mai em. Nhưng mà anh không có tìm hiểu hả? Không, nói chung là cô ta cũng bên kia mắt. Ông xã mất, bên đây là anh cũng vậy, thấy làm mai vậy, không tìm hiểu là có... Dạ. Thì cái thời điểm là em cũng biết rồi, bà xã mất tới 5 năm sau rồi mà. Dạ. Anh rồi, nhưng mà đỉnh điểm là như thế nào mà hai người chia tay, trong khi mới cưới nhau được có 2 năm? Thì đó, ở với nhau thì tiếng nói chung không phù hợp, rồi thời gian mà anh có ra Bắc mà, anh có ra Bắc. Thì anh thấy cái nét hồi đó phong tục bên gia đình này nọ, nói chung là vậy đó. Anh không có phù hợp được. Vậy đó. Không, cũng chẳng vui vẻ em. Dạ. Lê trò ly dị chẳng vui vẻ bình thường. Chiều cao của anh là bao nhiêu? Anh 1m62. Dạ. Anh nặng 58kg. Rồi trong tình yêu, trong hôn nhân vợ chồng,
Anh có phải là người lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con không? Có đó có anh có hơi có đó có anh này là nó ngay là tôm tắt lắm, ra đường là này nọ khẩu trang bao tay, nói chung là tôm tắt đó. Nhưng mà cái không may cái là bà xã bà ngã bệnh lẹ quá có 6 tháng à. Thì cũng lo được khoản đó thôi, nhưng cũng nói chung là không kéo dài được 6 tháng là phát hiện là giảm. Dạ. Ừ. Rồi thông thường á, nãy anh nói là anh có bí quyết nấu phở rồi làm bò bít tết gì đó, vậy chắc là anh nấu ăn rất là Đúng ngon rồi. hả? Nói chung là nếu mà nấu cơm gia đình thì ăn không có ngon, không lấy giờ bao ngon. Bao ngon mở nhà hàng được phải không? Bao ngon. Bây giờ nó bao ngon, giờ nó thêm cái bao no nữa. Bà xã anh đó là người Hoa, chắc là nấu ăn rất là ngon phải không? Bà xã trước của anh Đúng rồi, đó. đúng rồi, giỏi lắm em. Chợ búa về là buông ra là nấu ăn nấu nướng thành. Nói chung nhắc tới là nhớ giỏi lắm, quá giỏi luôn Anh rồi à, nếu mà tìm hiểu một cô vừa ý anh á, là khi nào anh sẽ anh. đi tới hôn nhân? Thì anh nói em cũng câu vừa rồi anh nói nếu mà tìm hiểu nhau không qua tiếng nói qua lời nói qua qua điện thoại qua Zalo không coi qua lần rồi cái chuyện mà phù hợp nhau nó lẹ lắm. Nếu mà có duyên với nhau anh nói em nghe cái gì mà có duyên với nhau rồi thì nó đến rất là lẹ lắm không, thì nó phù hợp với nhau rất là lẹ. Anh cũng trong anh nói em đó, anh cũng thiếu thốn cái mâm cơm gia đình lắm. Em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương ha. Anh có lời nào chào khán giả không? Anh xin chào cộng đồng mạng. Trước rồi anh chào em Yên Quỳnh. Thì anh tên kênh của em, anh cũng nhờ của em là Yên Quỳnh, anh để anh yên tâm đó, tin tưởng đó. Rồi sau nữa là anh cảm ơn em. Để cho anh cũng cảm ơn cộng đồng mạng trong ngoài nước là chào nái. Anh em hỏi anh phải thêm câu này nữa là nếu anh Rồi muốn rồi em tìm nói người em nói bạn, anh. dạ anh muốn tìm người bạn của anh á, anh muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay anh muốn giới hạn đâu đó thôi? Đúng rồi em. Anh là không có quan trọng cho nó đâu. Là quan trọng là hiểu nhau, thương nhau là quý rồi. Ok anh, bye anh, good night anh nha. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ, Bye em bye. gửi số điện thoại của anh.